Rồi xin chào bạn nha. Rồi bạn giới thiệu đôi nét về mình nha. Dạ chào mấy anh chị. Em tên là Tâm. Sinh năm 1981. Em là mẹ đơn thân cũng 14 năm rồi. Cũng mong giao lưu cùng các anh chị và các bạn. Em đang sống ở đâu? Dạ quê em ở Vũng Tàu nhưng mà em lên thành phố cũng ba mươi mấy năm. Hiện là ở thành phố luôn. Ở quận mấy? Em ở Tân Bình. Tân Bình. Rồi em có mấy đứa con? Em có một đứa con gái, năm nay lên đang học lớp 10. Con cũng lớn. Hiện tại em đang làm cái công việc gì? Em nhân viên siêu thị thôi. Cái hướng tới là muốn tìm một cái người bạn như thế nào? Cuộc sống của em là mẹ đơn thân 14 năm thì cũng mong là kết nối được với lại một bạn nào đó có cùng hoàn cảnh giống mình, cũng có cùng chí hướng muốn xây dựng một cái gia đình mới. Là người có, tuổi tác có quan trọng không? Có thành vấn đề không? Không, đối với em thì tuổi tác cũng không thành vấn đề. Quan trọng là mình gặp nhau, mình hợp nhau. Thì cũng khoảng chừng 50 đến 60 thì đối với em là bình thường. 50, 60 bình thường. Sợ mà còn khỏe đúng không? Dạ. Phải cổng mình nổi hay là vác mình nổi? Không, tại em cũng hơi tăng ký nên là... Rồi các anh ơi, nếu mà thích một bạn như thế này thì có thể liên hệ với bạn ấy nha. Rồi có muốn nói gì lời sau cùng đến mọi người đang xem chương trình không? Dạ cũng mong gặp gỡ và tìm được một cái người phù hợp. Em chúc cho các anh chị và các bạn xem clip này được một cuộc sống bình an, tốt lành. Rồi cảm ơn nha.